Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Xin chào tất cả anh em. Tiếp tục lại là mẫn mẫu xe cập bến review. Giới thiệu tới cho những anh em đam mê các mẫu xe nha. Hôm nay lên một cặp MT nè, gồm có MT15 và MT03, ở giữa là một em Ninja 300. Đây là những mẫu xe tập tành chơi xe côn tay và nâng cấp lên phân khối lớn nha. Đó, những mẫu xe này cực kỳ bền luôn. Có ABS trước sau đầy đủ, rất là ngon và rất là lành, dễ chơi. Rồi, tập trung đến nhiều anh em, đa dạng mẫu mã luôn. Rồi thì em sẽ review chi tiết từng dòng xe để anh em mình tham khảo nha. Đầu tiên sẽ là mẫu MT khá là hot này, siêu hot luôn. Về được đến thời điểm bây giờ em quay con này thì là ba xe màu này, nhưng mà con nào vừa quay lên là anh em qua chốt luôn, không còn em nào hết. Hiện tại là chỉ còn một em duy nhất, nhưng mà anh em nào nhanh gọn lẹ thì cọc dùm em sớm ha, em giữ xe cho anh em luôn. 50 củ 8, đăng ký 2020, màu xám mông đỏ, chất xe mộc, đồ chơi cơ bản có đủ, che két chống đổ ha. Rồi, ngoài ra thì zin hết toàn bộ nha anh em, zin rất là đẹp luôn, vô cái gù nè. Đó, rồi tay thắng, tay côn, đồ zin hết, zin theo xe hết nha, chất xe rất là đẹp luôn. Dòng này thì là một con nét kịch bay mà được anh em ưa chuộng nhất, với thiết kế khá là đẹp và dữ ha. Khung đèn thì đầu đèn này em hay thường nói là dòng transformer á, lên led lên đèn rất là đẹp luôn, sáng trưng mà nhìn khá là ngầu. Chất xe thì bên em đã vệ sinh tổng thể hết rồi anh em, kiểm tra ngon lành hết cho anh em rồi. Đó, dễ gì cui luôn nha, ốc tán rất là đẹp, theo xe hết nha anh em. Buộc upside down là một điểm nhấn của về phía dàn đầu trên của xe. Con này thì đi màu tông xám mầm đỏ ha. Đó. Em thì vệ sinh sạch sẽ hết rồi, cứ mà lên sóng là xe quá đẹp, phải qua nhiều công đoạn sạch sẽ đẹp đẽ. Không, chi tiết xe thì ốc tán đồ sáng trưng anh em. Đó. À, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Ốc cỏ bô zin còn luôn ha, anh em là thích chơi bô độ thì hỗ trợ luôn. Đó, anh em là thích chơi bô độ thì thêm tiền, em set up cho anh em một cây bô vừa đủ chơi, tư vấn hết mình luôn. Ốc tán đồ sáng chân ha. Dòng xe này có thể tinh chỉnh về hạ phuộc được nha, nên những anh em mà chiều cao dưới 1m65 thì đừng quan ngại, hãy đến với bên em. Đó, sẽ set up cho anh em hạ bát phục xíu sẽ nó sẽ hạ thấp trọng tâm được ha. Con này biển Sài Gòn, anh em sang tên ủy quyền rút hồ sơ đều được hết ha. Đây, chuồng ốc dễ dày cui à, xe rất là đẹp, vỏ xe rồi còn ngon lành cành đào luôn ha. Vỏ xe nè, mướt rượt luôn nha anh em. Nhông sên thì cũng đã thay mới nè, nhông đồ chơi luôn đó, sên vàng chẩn chỉ luôn nha. Tiếp tục là một em MT nữa, liệu có cầm lâu ở chỗ em hay không thì em chưa biết nha, nhưng mà bữa giờ rất là nhiều anh em bị hụt kèo, thì mong anh em sẽ thấy sớm được video này và alo vào cho bên em cọc liền tay để giữ nghe một con xe ha. Full chức năng, điện đốm đầy đủ bình thường. Đó, kiểm tra hết anh em. Đó, chi tiết từng chi tiết một, kiểm tra xe phải là hoàn thiện, hoàn thiện nhất có thể.
mặc dù là anh em mua xe cũ nhưng mà phải làm cho nó gọi là tươm tất và đẹp để phải như, gần như xe hãng luôn. Em này thì đang đi bô zin ha, tiến bô không có gì nghe luôn. Cùng một ngẫu nhiên thế là ba em này, theo em nhìn thấy thì ba em này hiện tại là đang đi gọi là zin nhất có thể luôn, có một con xe luôn ha, độ hoàn thiện mà zin nhất, mà xe chất xe mọc nhất luôn đó, bô zin còn đầy đủ luôn anh em. Rồi tiếp theo sẽ là mẫu Kawasaki Ninja 300, một con xe cũng một lần lấy một thời đó, thời điểm từ 2015 tới 2017 ha. Và thời điểm xe này mới về mà anh em sở hữu được con xe này phải là 170 mấy cũ nếu mà em nhớ không lầm, một con xe 25 về đầu tiên, giá rất là cao, cao ngất ngưỡng nha. Bây giờ thì tèn 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 6x thôi, 217 biển tỉnh nha. Anh em rút hồ sơ sang tên đều được hết nha. Đây là những mẫu xe để cho anh em tập chơi nè, những em tài chính thấp nè, chạy ngoài 160 nè, ABS hai kênh đầy đủ luôn, dòng Sport City, ngồi xa ngồi gần đi xa thật cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, không quá chồm không quá đau lưng. Em này thì đang hiện tại là đang đi một bộ đề can tem chùm ha anh em, dán luôn cả chó đèn này là đề can chùm hết, chùm nguyên con luôn á, kiến zin còn nè, gương zin còn nè, đã lên chống đổ nè, che két rồi, rồi vậy thôi á, biển đúc gầm thế thôi, đơn giản gọn gàng, chất xe cực kỳ mộc cho anh em luôn. Đề can thì dán nguyên con, lột ra dàn áo còn ok. Đó. Ốc tán dễ dày cui luôn. ABS thì hai kênh rồi, khỏi bàn rồi. Thời điểm đó ai mà sở hữu dòng này là rất là xịn sò luôn rồi đó, rất là VIP luôn rồi đó. Giờ thì cực kỳ dễ sở hữu luôn anh em. Mô tô phân khối lớn bây giờ giá quá mềm, để anh em mình có thể là chạm tới ước mơ. Đó, máy móc rất là sạch sẽ ha, máy móc zin hết nha. Rồi bô zin còn luôn. Và dòng Ninja 3 thì chơi bô rất là thoải mái luôn, anh em chỉ cần rút cái bầu đô zin này ra, anh em thay một cái bộ cổ bộ bô khác, lon khác, kèm theo một khúc clip on là có thể là đã lên cái bô được rồi đó, Yoshi AK gì đó thoải mái luôn. Rất là nhiều dòng bô để anh em chơi ha, bô zin cất ở nhà gọn gàng, tại nó chơi slip on ngay khúc này nha anh em, nên là nó đơn giản hơn những mẫu MT kia nhiều, tại vì MT kia nó còn bị vướng cái bầu, anh em có thể là đi lon khác clip on nhưng mà không thể nào ra một cái tiếng bô hay được, tại phải qua cái bầu bự đó, bắt buộc phải tháo cái bầu đó, là cực lắm, cực hình luôn. Em này nhanh gọn lẹ, tự ở nhà tự xử luôn, thích chơi bô gì chơi, dàn chân còn rất là liền lạc nha anh em, dễ dày nè, 27 nha, 27 tính ra này là cũng 6 năm, hình hài xe còn rất là đều đạt đẹp liền lạc, chất xe đúng mộc luôn. Đằng sau này đèn hậu sẽ là bảo đèn hậu đầu chơi tích hợp xi nhan. Anh em nào ở Bạc Liêu lấy con xe này giữ được cái biển số 39 thần tài nhỏ này ha, quá phong thủy luôn, vỏ gai thì còn rất là ngon lành luôn nha anh em, cái lỗ nó sâu thì thôi nhé luôn á. Sơn 5008, chất liệu 520, nhôm 5008, sơn màu rất là đẹp. Đó. Cơ bản một con xe là xong rồi đó nè. Sau khi quay một vòng xe thì em sẽ nổ máy, test tiếng máy, test phun chức năng cho anh em. Đó. Và mua xe bên em thì lúc nào cũng được bảo hành về máy móc 3 tháng nè, tặng nhớt tặng nón, hỗ trợ về hồ sơ pháp lý hết, toàn bộ tất cả các xe. Cam kết xe nào cũng là xe chính ngạch, xe hải quan rút nhập các tỉnh thành toàn quốc luôn, bao cho anh em.
bao về pháp lý nha, còn chi phí là anh em phải tự lo rồi. Đó, quá đẹp luôn nha. Rồi để em test nhẹ tiếng máy luôn. Cái dòng Ninja này mình tiếng hai máy với Bose này, anh em chạy ngoài đường như xe quay. Anh em nghe gì chưa? Chưa nghe đúng không? Y như xe quay luôn anh em. Kawasaki Ninja 300 biển tỉnh nha, 66 củ 8 đăng ký 27 nha. Anh em nào chơi thì alo về cho bên shop em liền nha. Rồi cuối cùng sẽ là một con chùm phân khúc Naked 300cc à, MT03 được trang bị ABS cũng là hai kênh. Mẫu xe với thiết kế khá là gọn gàng. Đó. 71 củ 8 đăng ký 2018 nha. Con này biển Sài Gòn luôn nha anh em. Biển số rất là dễ thương, xém nữa là có sẵn rồi đó. À. Chất xe thì mộc mạc, đồ zin đầy đủ, tay thắng, tay côn, xi nhan đồ các thứ là còn zin theo xe hết, kính gió zin luôn. À. Chung là xe zin hết anh em. Chỉ có lên chẳng hạn như bộ che két nè, chống đổ nè, thấy rồi, đồ chơi cơ bản thôi. Cặp vỏ trước sau thì là Michelin Biologist ha. Em này thì dĩa còn rất là dày và đẹp luôn. Đó, rất là dày và đẹp. Chứng tỏ là chủ xe đi cũng khá là ít và biết giữ xe, thay bố đều. Thế thôi. Xe là cực kỳ đẹp và chuẩn chỉ luôn anh em. MT03 hiện tại em cũng đang hết xe. Có một em duy nhất. Hai mẫu xe hiện tại là đang còn một em duy nhất là MT03 và MT15 luôn. Đấy. Là khẳng định là anh em thấy độ hot của em nó rồi. Với mức giá là cực kỳ dễ xê luôn và thiết kế rất là đẹp ha. Đó. Máy móc là zin dead and dead, ốc tán thì sáng trưng à. Đó, ốc nè anh em thấy không, chi tiết rất là đẹp luôn, ốc tán nó sáng trưng à. Bô zin ha, vẫn đi bô zin, con này còn bầu zin, anh em có thay bô khác thì cũng vậy à, không lớn gì mấy đâu, chỉ có đẹp hơn thôi, đẹp hơn cái bô zin thôi. Ngoài ra anh em tháo cái bầu ra anh em chạy vẫn ngon mà, vẫn êm luôn á. Cặp xi nhan hộp dịch vẫn còn trên xe luôn nè, đuôi zin còn luôn. À, biển số 14567 34567 luôn đó, xém thôi, phải lộn vòng vòng xíu nữa nó mới tới anh em ơi. Em này thì đang đi cặp gương, ở cái gương gù chứ không có chơi gương zin. Gương zin này cũng khá là dễ tìm mà. Shopee Bay. Về phần chất xe khá là mộc mạc ha anh em. Đó, máy móc là zin dead and dead. Ốc tán chưa mới, chưa đụng luôn. Đó, nhông dễ theo xe nè. Quá ok đi chứ. Tay dắt đồ các thứ còn ngon lành. Phuộc phết đồ ngon hết nha anh em. Tuy phuộc là không có xì xước hay gì hết nha. Còn ngon lành hết. Đây là một em R3 320 321cc luôn ấy chứ. An Giang hết thêm hai mấy xi lanh so với mẫu xe này. Rất là nhiều nha. Cần 50cc luôn chứ không giờ đâu, nên là chất xe rất là mạnh, mạnh nhất phân khúc mà. Bóng halogen theo xe còn zin luôn, hai đờ mí đây, đờ mí chứ, quéo lưỡi. Không. Anh em sẽ nghe thử cái dàn hơi của xe này là anh em thấy cũng đã mạnh hơn cái mẫu Ninja 3 rồi, cũng về động cơ hai máy luôn nha. Thank you.
lý luôn. Yamaha MT-03 biển Sài Gòn giá là 71 củ 8, đăng ký 2018 nha anh em. Đó, anh em nào mà đang tìm kiếm mấy dòng xe mô tô có lớn nhỏ vừa tay ga mô tô gì đó thì cứ liên hệ với shop em đi, Thi Mô Tô Thủ Đức, hoặc là anh em có thể là tham khảo trước các mẫu xe tại website thimotothuduc.vn nha. Xe cộ thì em cập nhật khá là đầy đủ hàng ngày trên đó luôn. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video, đừng quên cho em xin một like, một tim. Bye bye anh em, hẹn anh em vào những mẫu xe tiếp theo. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, này keng, này bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ, dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không? Thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá. Còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.